skimmer, nước nó phải đầy cái họng skimmer này mới được ha. Dạ. Nhưng mà do hồ mình nó bị mất nước á, nên là mình sẽ có một phương án khác. Chịu khó hút dọn vệ sinh hồ bơi cho nó sạch nha. Dạ. Lớn quá. Căn bản là gì nè, cái thiết bị phòng máy của mình á, là nó có chức năng á, là khi mà máy bơm nó bị hụt nước á, là nó sẽ dò khoảng 5-10 phút nó sẽ tắt máy. Dạ. Đó là lý do tại sao nó xuất hiện hiện tượng là chạy 15 phút nó tắt máy. Nguyên nhân mà hụt nước là do cái hồng skimmer đó, nước không đủ. Đó. Ở đây mình có hai cái van. Đó, đây là van hút đáy. À, đây là van hút skimmer, đây là van hút đáy. Đó. Thì khi mà mở van hút skimmer ra là máy bơm nó sẽ bị hụt nước. Đây là cái trường hợp nè, mình mở van hút đáy nè. Khi mà mình lọc bằng đáy á, thì nó chỉ công suất của nó đạt được cái tầm khoảng 70% là lọc bằng mặt thôi. Đó, bây giờ anh bật lên xem thấy nước không? Dạ. Có nghĩa là nước nó vẫn đầy, nó không bị hụt, nên là tủ điện nó sẽ cho phép máy bơm chạy. Còn nếu mà nó bị hụt nước á, là tủ điện nó sẽ dừng máy bơm. Đó, đó là nguyên nhân chính. Rồi, bây giờ nếu mà mình mở cái đường này ra, skimmer ra anh thấy không? Dạ. Mình sẽ cho máy bơm chạy. Anh đưa không? Nó bắt đầu bị mất nước. Một thời gian sau là nước trong này, trong đường ống nó không còn nữa. Dạ. Là tủ điện nó sẽ kích hoạt chức năng bảo vệ, nó sẽ tắt máy để bảo vệ. Đó. Đó là nguyên nhân tại sao mà mình chạy 15 phút nó lại tắt. Thì ở đây mình sẽ có một cái phương pháp như thế này. Khi nào nước đầy skimmer thì mở van skimmer này ra. Đó. Thì nó sẽ không bị tắt máy. Khi nào mà nước nó thấp hơn skimmer thì mình sẽ khóa van này lại. Nó bị rỗng rồi thấy chưa? Dạ. Bây giờ mình khóa lại này. Là nước nó sẽ bắt đầu ổn định lại. Khi mà trong lòng bơm này thiếu nước này, là tủ điện nó sẽ ngắt để bảo vệ thiết bị. Dạ. Đó. Đó. Do skimmer mình nó thấp quá, nước nó thấp quá. Đó. Dạ. Rồi. Đó là cơ bản thôi. Rồi tiếp theo tới đây. Mình khó người ta hút dọn thôi, tại em cái hút dọn quá là nước nó sẽ bị dơ. Dạ. Với lại hình như là mình bỏ hóa chất bị thiếu ha, mình phải bỏ cờ lo để nó khử khuẩn cho nước, nó hạn chế cái việc lên rêu để đục nước. Khi nào mình mở skimmer, khi mà nước nó bằng một nửa skimmer, dạ, là mình sẽ mở. Chứ còn hiện giờ là nước nó thấp quá em ha, nó cạn luôn rồi skimmer rồi, nên đâm ra là nó sẽ bị cái hiện tượng là bơm thiếu nước. Và khi mà bơm thiếu nước á, là tủ điện nó sẽ bật cái chức năng bảo vệ máy bơm. Bơm, dạ, bơm mà chạy thiếu nước lên nó sẽ bị cháy máy bơm, nên là đâm ra nó không phải bảo vệ. Đó. Cái này là cái lỗi thường gặp đối với những cái hồ mà nó có sự cố về mực nước. Đó. Nhưng mà căn bản là thiết bị của mình tốt, nên là đâm ra là nó có thể bảo vệ được, nó không cho, nó không làm cho bơm cháy, nó chỉ tắt máy bơm mình thôi. Dạ. Lâu rồi mà bên cấp luôn, là ốp lâu rồi mà nó còn tốt nữa, không bị rụng. Giờ cách vận hành phòng máy là em
Ok. Hồ bơi này. Bên kia là khu phòng máy. Hồ bơi này sử dụng hàng của Bentat Mỹ.